Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam mô tất sa phật vạ tô ra tô sa ma sam phật tất sa. Nam mô tất sa phật vạ tô ra tô sa ma sam phật tất sa. Nam mô tất sa phật vạ tô ra tô sa ma sam phật tất sa. Nam mô thủ ra thân nát tây giác sa. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần các cái đề mục phương thức tu tập định về 10 đề mục biến xứ. Ở trong cái phương thức tu tập các đề mục thì nó dẫn đến cái trạng thái định và thần thông, nhưng mà phương pháp để tiến hành tu tập và cái hiện tượng đắc chứng, những cái gì nó trở ngại hay là nó thuần thục, thì khi mà nói về 10 điều một bí xứ thì ngài Bố Thích Cô Xá trong Thanh Tịnh Đạo, ngài đã dành ra một đoạn sau để ngài trình bày hết tất cả những chi tiết đó. Và khi mà chúng ta đã học xong về 10 biến xứ, chúng ta sẽ qua cái 10 địa mục Asupha là địa mục bất nghĩ. Bây giờ thì chúng ta còn một phần sau cùng của 10 địa mục biến xứ. Trước đã nói 10 điều một bí xứ là điều kiện đắc, cho đắc thần thông trí ở phần nhà như thế nào. Bí xứ đất là nền tảng cho những thần thông như là một thân biến ra nhiều thân, và đi đứng nằm ngồi giữa hư không hay trên nước bằng cách tạo ra mặt đất. Bí xứ nước là nền tảng cho những thần thông như là đụng thổ, chui ra khỏi đất, làm mưa, tạo ra sông biển, làm cho rung chuyển quả đất hay ngọn núi hay đền đài. Bí xứ lửa là nền tảng cho những thần thông như tạo ra lửa, chỉ đốt cháy những gì mà mình muốn đốt, hoặc dùng lửa thần thông để thiêu xác hay niết bàn. Dừng lại ở đây chút để xin nói với quý vị là chúng ta đọc cái trong kinh đó, chúng ta thấy những trường hợp mà Đức Phật ngài hiện thần thông, ngài đi lên trên hư không giống như đi trên mặt đất, ngài đi kinh hành qua lại, hoặc là như đệ tử của ngài là tôn giả một người liên, khi mà ông bá hộ cô giá rất là bổn sẻn, ông ta có tiền bạc dồi dào, nhưng mà ông ta chỉ cất ở trong kho vải sầu hay là vật thực, ngũ cốc ông ta cũng cất chứa trong kho lắm. Một lần ông ta đi ra ngoài chầu vua, ông lên trên vào
cùng chồng vuông ta về trên đường về. Ông ta thấy người ta bày bán một cái loại bánh giống như là bánh đậu xanh vậy nè. Ông ta thèm lắm, nhưng mà ông ta không dám mua bởi vì sợ nó tốn tiền. Ông ta về nhà thì cái vẻ mặt ông ta rất là buồn bã. Lúc bây giờ bà vợ của ông ta mới hỏi hôm nay ông đi đến ý kiến được vua, bị vua quở trách hay sao mà buồn. Ông ta lắc đầu nói vậy thì ông ta về thì ông đi ở ngoài có ai làm việc. Ông ta cũng lắc đầu. Rồi người vợ hỏi hay là con khách ở trong nhà nô lệ trong nhà làm việc không, cũng lắc đầu. Lúc bây giờ bà vợ mới hỏi hay là ông thèm cái thứ gì, biết cái tánh ý của ông chồng cho nên bà vợ mới hỏi trận đầu vậy. Thì ông im lặng hỏi ba lần như vậy, cuối cùng ông ta mới nói ông ta thấy người ta bày bán cái bánh đậu xanh thèm quá. Thì bà vợ mới nói rằng cái đó thì dễ, ở nhà mình thì cái nguyên liệu mà làm bánh nó dư giả, tưởng gì cho cái bánh đó tôi làm cho hết cả sớm nạn cũng được. Thì ông ta giật mình, ông ta nói tại sao mà của đâu một phí vậy. Thì bà vợ cũng biết tánh lý, bà nói là thôi làm đủ trong nhà mình ăn thôi, tôi con trai con gái với gia nhân. Cái nói tại sao có mấy người đó nữa, cái nói thì vậy làm đủ cho tôi với ông ăn thôi. Thì ông mới nói là tại sao có bà chen vào. Thì bây giờ ông nói thôi làm mình ông ăn. Thế là ông miễn cưỡng nhận lời, ông chấp nhận và dọn tất cả những bếp núc hay là nguyên liệu để làm bánh lên tới cái lầu thứ bảy, người ta đóng cửa kỹ lưỡng lại. Rồi thưa quý vị, ở tại Chitawana cách đó cũng xa, Đức Phật ngài biết rõ ông Bà La Môn này hôm nay có nhân duyên để đắc chứng quả tu đà quần cùng với bà vợ ông Bá Hồ Bảo Sẻn đó, và người này chỉ có nhân duyên với tỳ kheo Mốc Ca La Ná thôi. Do đó ngài mới dạy tôn giả Mốc Ca La Ná một người liên đi đến tiếp độ ông ta. Thì ông ta ở trước tầng lầu thứ bảy làm sao mà đi khất thực ở dưới đất được, cho nên ngài phải dùng thần thông ngài đi khất thực trên hư không, đi qua đi lại trước cửa sổ nhà ông ta, trước cửa sổ chỗ mà cái tầng mà ông ta ngồi để chờ làm bánh ăn á. Thì ông ta thấy một vị sa môn đi qua đi lại ở trên hư không, ông ta cảm thấy khó chịu bực mình quá. Ông ta nói với bà vợ coi cái bánh nào nhỏ nhỏ thì để bát cho vị sa môn này cho xong để người ta đi. Thì bà vợ bà lấy cái bánh ra mở bánh này nó dính với bánh kia, cái bà tính để hết một cái loạt bánh đó, nhưng mà ông chặn lại, ông ta tính ngắt ra bớt nhưng mà không được, thì hụt suốt cả buổi mà không được. Cuối cùng ta mệt lã, ông ta nói thôi giờ hết thèm ăn bánh rồi, thôi bó nhiêu cúng dường hết đi để bác hết. Lúc đó ngài Mượn Liên ngài mới ngồi lại trên hư không ở trước cửa sổ nhà mới tán thán về ẩn đức Phật, ẩn đức pháp, ẩn đức tăng cho hai bà nghe, hai bà quan hỷ và có ý muốn là đi đến diện kiến Đức Thế Tôn, nhưng mà chờ cái dịp khác bởi vì bây giờ đường xa quá. Thì ngài nói là ta sẽ đưa hai ông bà đi, ngài mới dùng thần thông, ngài mới
dời cái chân cầu thang nhà đi đến tới chỗ cửa chùa Kỳ Viên. Thì hai bà bước xuống đi đến đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp chứng quả tu đà vườn. Thì như vậy cái việc mà các vị a la hán mà ngài dùng thần thông, ngài ngồi trên hư không đó, hoặc đi kinh hành ở trên hư không, là do ngài nhập vào cái địa mục và bí xứ đất. Ngài nhập cái địa mục bí xứ đất cho nên ngài mới làm được cái thần thông đó. Còn bí xứ nước á, chẳng hạn như các vị động thổ hay là chui ra khỏi đất, hoặc là mưa làm sông biển. Như vừa khi Đức Thế Tôn ngài cảm thán ngoại đạo bằng thần thông, ngài nhập địa mục đất, địa mục nước để làm mưa xuống. Và những người mà có cái tâm tà kiến chống đối Đức Phật thì họ bị ướt. Còn những người mà họ có tâm quan hỷ với Đức Phật đó, thì họ đứng đó trời mưa xuống nhưng mà không ướt chỗ họ, không có. Thì như vậy gọi là bí xứ nước. Còn bí xứ lửa là nền tảng cho thần thông, như tạo ra lửa hoặc là chỉ đốt cháy những gì muốn, hoặc dùng lửa thần thông để thiêu xác thì niết bàn. Như tôn giả A Nan, sau thời Đức Phật niết bàn rồi thì tôn giả Năng Đa cũng chứng A La Hán, và ngài sống cho đến 120 tuổi. Lúc đó cái thời phải viên tịch, mà dòng họ bên nội ở một bên bờ sông Rohini, và bên ngoại Kolya thì ở bên bờ sông kia. Nếu mà bây giờ ngài niết bàn ở bên đây đó, thì ở bên bên ngoại sẽ buồn, nội bên kia thì bên nội sẽ buồn, vân vân. Do đó cho nên ngài mới dùng thần thông, ngài ngự trên giữa hư không để ngài thuyết pháp giữa giữa hư không, ở trên giữa dòng sông, ngài thuyết pháp cho quý thuộc bên nội bên ngoại đứng ở hai bờ sông nghe. Sau khi thuyết pháp xong thì ngài nhập vào để địa mục lửa và tự bỏ thiêu. Thì Xá Lợi, báo thân của ngài, di cốt của ngài sau khi mà thiêu cháy hết rồi đó, bây giờ nó tự rơi qua hai bên đều, mỗi một bên bờ sông một phần. Như vậy đó là tất cả những gì mà thuộc về thần thông cái này thực hiện như thế. Còn bí xứ gió là nền tảng cho những thần thông, như tạo ra những trận cuồng hay như đến chỗ này chỗ kia nhanh như gió, vậy biến mất ở đây và hiện ra chỗ khác. Như trường hợp Đức Phật, ngài muốn thiết tiếp độ Phạm Thiên Bát Cát thì ngài biến mất ở tại trên tàu quán áp và hiện trên cõi trời Phạm Thiên đó. Phạm Thiên Bát Cát cái tâm rất là ngạo mạn, nghĩ rằng mình là người có thần thông bậc nhất, có phép màu bậc nhất, không ai xứng bằng. Đức Phật là hiện thần thông lên đó. Lúc bây giờ ngài muốn cho Bát Cát thấy không phải chỉ có mình ngài mà đệ tử ngài nữa. Thì lúc bây giờ ngài khởi lên ý tưởng, ngài ý nghĩ: mong sao các vị thượng thủ tinh văn hay các vị đại tinh văn của ngài sẽ đến đây. Xin lỗi vì cái đường nét của chúng tôi nó bị trục trặc, cho nên rất mạng rồi, rất nick. Bây giờ quý vị có nghe lại rõ hả? Giờ xin cảm ơn quý vị. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta nói đến cái bí xứ màu xanh là nền tảng cho những thần thông, như biến hóa những cái hình thù màu đen hay tạo ra bóng tối. Bí xứ màu vàng là nền tảng cho những thần thông, như biến hóa ra những hình tướng màu vàng
hay tạo ra cái gì vận kim. Đi sứ màu đỏ là nền tảng cho những thông tạo ra những hình tướng màu đỏ. Bi sứ màu trắng là nền tảng, thần thông tạo ra hình dạng màu trắng, xua tan bóng tối. Còn bi sứ sáng là nền tảng cho những thần thông cho thân nhãn để alo. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ là chúng tôi phải sử dụng đến cái cell phone. Xài 3G không biết sáng đây gì. Nó có 4 trường hợp. Có bữa thì đường nét, đường truyền là tốt, nhưng mà chúng tôi bị mệt. Có bữa chúng tôi khỏe thì đường truyền nó xấu. Cũng có bữa thì đường truyền tốt, sức khỏe cũng tốt. Còn có khi đường truyền xấu, sức khỏe cũng xấu. Lúc đó chỉ có nước nghỉ luôn. Bây giờ thì chắc có lẽ đường truyền tốt, sức khỏe tốt, nhưng mà cũng sắp hết giờ. Và thuyết pháp online nó có nhiều cái trục trặc, tức cười lắm. Bây giờ đúng rồi, bây giờ cái gì cũng đều tốt hết, chỉ có giờ không tốt thôi, sắp hết rồi. Bây giờ chúng ta trở lại với biến sứ màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, ánh sáng, rồi giờ đến biến sứ hư không. Biến sứ hư không nền tảng cho những thần thông, những gì bị che kín đi với chết tường là di xuyên qua núi này. Thì khi mà chúng ta nói đến thông thử đây, chúng ta cũng nên lưu ý về cái việc mà chúng ta một vị mà tu thiền đề mục bí xứ đạt đến cái trạng thái đặc thiền, mà nếu như vị đó đạt đến định tướng thiền, nói theo 4 thiền của Cận Kinh, hoặc là đạt đến ngũ thiền, nói theo 5 thiền của Tạng Biện Pháp, thì nhập định thiền cơ này gọi là Padaka Thana Samapatti. Khi về nhập định, nhập tứ thiền hay ngũ thiền như vậy đó, với cái điều một đó đó, xong rồi thì thông. Nhưng mà khi vị đó nhập định xong vừa nhập định xả ra đó, vị đó với cái tác ý nguyện
cho được thành tựu cái này hay thành tựu cái kia, thì như vậy sẽ thực hiện được. Ở đây đó là chúng ta chỉ nói theo cái sự mô tả của kinh điển thôi. Chớ ta chưa có nói theo, chúng ta chưa có đắc thiền cho nên không thể nói theo cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm bản thân được. Khi mà nói đến thần thông tức là năng lực của thiền, thì ở đây chúng ta phải hiểu khi nãy đến giờ đã trình bày về các cái địa mục làm nền tảng cho thần thông biến hóa hay là thần thông tạo hào quang hay là đi trên hư không, đi trên nước. Chúng ta rất thấy làm lạ, ngạc nhiên tại sao mình có thể làm được như vậy. Thì ở đây là phải học đi qua. Nhưng chúng ta phải nhớ trong bốn điều ở trên tri giác. Tức là bốn điểm bất khả tư nghị, không thể đó là trên tiêu dùng. Thành ấu sử dụng của thì là đừng có đem lượng bạn chi, thì rồi chúng ta bỏ qua một bên. Thức có hai chỗ có là thần thông chỉ khi nào mà chúng ta đắc thiền định thì mới được. Thiền chưa định nói chi thì chúng ta đắc thần thông, chúng ta là định có gạo hồi đó nói bàn món này món kia thì như ít. Ồ, quý vị vẫn chờ bây giờ quý vị cố gắng nghe nhất qua tam nha. Nếu mà ba lần mà không được đối thì chúng ta hồi hướng chúng ta.
Thưa quý vị, cũng nói thêm một đoạn kinh mà Đức Phật dạy về cái vấn đề thần thông. Một lần Đức Thế Tôn Ngài đi đến, đi ngang qua thành phố Na Lạc, lúc đó có một cư sĩ, nam cư sĩ đi đến đó, bạch tôn bạch đức nhà tập vị vào qua từ ở phật